Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống khủng bố. Theo Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, một số lĩnh vực như điện lực với các công trình thủy điện lớn, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, các công trình khai thác dầu khí là những lĩnh vực có nguy cơ bị khủng bố cao. Do đó, công tác phòng chống khủng bố trong ngành công thương luôn được Bộ Công Thương quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tính mạng và tài sản trong ngành công thương, đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Bộ Công Thương đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố từ năm 2016 và hàng năm được Bộ trưởng kiện toàn với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị trong ngành công thương triển khai các nhiệm vụ về phòng chống khủng bố. Hội nghị là cơ hội để Bộ Công Thương lắng nghe những ý kiến đóng góp đến từ Cục An ninh Nội địa, đại diện Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống khủng bố và các đơn vị liên quan góp ý, trao đổi, hướng dẫn cụ thể để giúp các đơn vị trong ngành công thương nâng cao nhận thức và kỹ năng triển khai tốt hơn nhiệm vụ phòng chống khủng bố trong thời gian tới. Đây cũng là hoạt động quan trọng, thiết thực giúp các thành viên Ban chỉ đạo và các đơn vị trong ngành công thương nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của ngành công thương trong công tác phòng chống khủng bố chung của quốc gia.